dốc dốc gió trên sườn núi sau lưng người theo ta hát dốc dốc gió trên sườn núi sau lưng người
mười dặm mười See you.
Yeah.
tình bờ sau bảy kim dao thành ra tình sông phê linh đục đồ ra chín mươi chín suối bao xa một châu kiều tòa sơn lâm ra hồi đồng bỏ chi năm coi lên đồng bỏ chi năm nghe châu người núi điện đi cứu dân dân đến tiền chiều ra hồi bắc lệ bao xa có đi bắc lệ bao xa đi chiếc ba đi phải qua hồi
hỏi rằng đổi gì ung thư tâm. Bà chiên đông đào tỏ hữu áo đen tiêu vào xa gót tiền quỷ lặng đi hai I'm
Bước đi đà, đem nấm lo cho mọi
rừng thơm qua rừng thơm ca ơi đó là rừng đó qua làng rừng hoa hoa nhỏ xinh làn hoa người người ca tiếng người ca hoa làn xinh xinh hoa hồng lung linh hoa bóng đơn điệu làn hoa xinh tiếng hát hoa hoa bên ông xinh là xinh xin mời hà xin mời phong quang đi mang gì các
gì các nghề quần châu trang lý hàng đầu lập công đầu bàn cái xin tham mô A Di Đà Phật đi hoàng vô sấm động quan thọ có phép thần
tài hoàng về ban lộc tiếp tài cung tài lộc cho người trần gian độ cho phú quý giàu sang. Phú quý giàu sang độ cho phú quý giàu sang ai có ngất có duyên nên lộc tài để đa bốn mùa vận hạ tài hoa. Phong hoa tuyết nguyệt được mừng dâng câu thiên bảo chúc lời tặng lòng tể tay tiền giọt chén rượu đạo dâng nhất tuần sơ dâng lên bể các cụ dâng rước quan hòa tên chén rượu người ta sừng tam đảm sung sung dâng lên đầy đầy các cô miên dân dân đời rước quan hoàng bảy sơn. Tuyết nguyệt phong hoa
lấy thơ làm bạn cầm kỳ thu vui hay say phố say thơ quán hoàng bầy ai lại say hơi thuốc ông say lò tan bồng tỉnh rồi lại say say cùng trong nước cầu kim cô ông say vỡ non sông nghi giọt hàng lên đất đi a bảo cũng lấy a bảo đi bụi phong nguyệt đi a bảo làm tiên cảnh tiên sáng sáng hoa tiên cảnh tiên trên bảo tiên trên bảo hà ấy mấy cỏ cô cây đua trên bảo hoa lai ố mấy lần qua đào nằm ngoài người vẫn xa qua bao kèm xa có liêu phạt xa còn kèm xa mười phần cô xa còn kèm xa mười phần thương ai vất vả là đoạn chưa mấy là đoạn chưa dần mai đi nhớ nghĩ đi nhà nhớ nhà thì bằng ai xa 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 mà ai mà bằng kề ai hoặc lớn sẵn bắt cầu
có tất ngang tu nhân cũng là tê nương ý ta hát được về bạn đi sau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đất đi cũng thịt mời con năm xuống đất ta ra ngồi cùng đi để con nghe giấc ngoài mái tấu cũng thịt mời cô sống sớm sáng ra cô bảy kim ra danh tiếng đồ đồ nề cô bảy kim ra ra
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rừng thơm mát.
cảnh đẹp vô biên sư thanh, cảnh đẹp vô biên vua truyền dân lập ngôi đền. Đường cái vô qua cửa đền, đường cái vô qua lối vào Thanh Hoa, lối ra Ninh Bình. Ah,
Lộc Sơn là quạt cho nam nữ trẻ già được bình an. Buồn may bán tốt
cũng độ soi an lành lên à, à, lấy tôi nón đó ơi à, à, xanh nón đỏ xanh đỏ hài sánh cô mang tiền bỗng cô lấy danh nghề nhà cho đâu mời a mời cô nghe lại ra thời a từ chung lại ra nghĩ từ chung 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 a Lu bảo
con đường mòn vắng nghi bóng người qua.
nên có quản gì. Sớm đi nắng chiều mưa, sớm mơ sinh đón ngày đi cho. Thiếu tức chi cứ chiều chiều quẩy gánh ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bảy bông hoa đào chất đầy trời xanh. Ra quyết sớm ra vào đến đây quyết sớm cổng xa thảo hai tay nâng bước mạnh đạo quỷ thơ.
kỳ tân nhân mỏ bùi. Cảnh đẹp tự nhiên một bầu gió mát trăng đường.